Welcome back to my channel Lulu Live Vlog. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây là cái như là ăn dặm sau cái bữa trưa của mình đó. Ở nhà orange fresh orange and yogurt. Yeah, I think very delicious, fresh and healthy. Yeah, so at home, enjoy with my my Sunday. Yeah, thì bây giờ là mình ý là cái cam là có rất nhiều, ý như là có chất bổ các bạn. Thì thực ra thì mình cũng ít khi ăn cam lắm các bạn, nhưng mà thỉnh thoảng thì mình nghĩ là nên ăn cam mình nó sẽ rất là ngon. Thì mình sẽ ăn cam với lại sữa chua nè đó, rồi sau đó thì ăn lại nghỉ ngơi ha. Thì cái cam này các bạn, mình có thể là ấy uống nước á, thì nó nhanh, dạng là uống bỏ thêm đá rồi bỏ thêm chút đường nữa thì uống nha. Uống nó sẽ rất là mát, bỏ vô tủ lạnh đó các bạn, uống rất là mát. Nhưng mà mình cũng hay như là cam thì mình sẽ bỏ vô, hoặc là mình sẽ cắt sẵn, hoặc là mình sẽ bỏ nguyên trái luôn, mình bỏ vô cái tủ lạnh đó để cho nó lạnh, xong rồi cái bây giờ mình ăn nè. Nhưng thường thường á mình sẽ ăn với muối tiêu lớp các bạn, muối tiêu mà người ta bán cái hũ gì nè, cái hũ salt pepper, mixed with salt pepper. Nhưng mà tại vì hồi nãy mình mới ăn bánh tráng bịch, ăn dạng là muối rất là nhiều, bây giờ ngay cái môi nó bị tê tê rồi đó, y là cái môi nó ăn muối nhiều quá, nó mặn á, cho nên bây giờ mình không có ăn muối nữa, mình sẽ ăn cam thôi, không có chấm thêm muối nữa hết bạn. Tại người ta nói ăn muối nhiều không có tốt nha, muối nhiều là nghĩa là bị gì ta, bị thận á. Hồi xưa mình bị sỏi thận đó các bạn, mà không biết là sỏi nhiều hay ít, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ không có bị nữa. Thì sỏi thận thì nó bị đau, nó đau bụng giống như là y như là nó đau bụng như là cái kiểu như là đau ruột thừa vậy các bạn, đau rất là hoàng hoại, mà đau hơn cái ruột thừa nữa, đau rất là đau các bạn, đau mà dạng là đi tiểu không được, nó gắt lắm á, y như là khi mình đi tiểu nó gắt, y gì nó buốt á, nó gắt nó rét á, là mình không thể đi được. Xong rồi ha, mình nhớ ha, y như là dạng cái thói quen của mình á, mình rất là lười uống nước đó, đó là thói quen rất không tốt nha các bạn. Rồi trái cây thì cũng thỉnh thoảng ăn, chủ yếu ăn xoài với ăn ổi, mấy cái đó để chấm muối ăn á, ghiền muối mà đó, chấm muối ăn. Cho nên ít ăn những cái loại trái cây như là nước, hay là những cái trái cây như dưa hấu, hay là cái đó thì nói chung là vẫn thích ăn các bạn, nhưng mà rất ít ăn, tại vì không có thường xuyên mua mấy cái đó ăn, tại vì hay ăn nhất là ổi với là xoài thôi đó. Gặp ăn muối nhiều, ăn bánh tráng bịch nữa đó, muối, ăn muối rất nhiều, ít uống nước. Xong rồi đó, cái là coi như là khi các bạn uống nước nhiều thì cái thận nó mới có thể là lọc được những cái chất bẩn cái gì đó. Nhưng mà mình rất là uống nước, xong rồi những cái cặn nó sẽ đọng lại, nó sẽ tạo thành những cái sỏi thận các bạn. Xong rồi mà cái đó là nó sẽ rất hay đau về đêm như các bạn, khi mà ngủ á, bắt đầu khuya bắt đầu đau là mình đã bị một lần, hình như là hai lần hay một lần gì đó. Xong rồi cái đau đâu có biết cái đó là bị cái gì đâu, xong rồi đau ơi là đau luôn. Cái nửa đêm cái bắt đầu mẹ mới kêu xe để chở đi ra bệnh viện. Xong rồi ra đó thì người ta mới đầu nhận là đau quá, thì người ta sẽ chích thuốc giảm đau để cho nó bớt đau thôi các bạn. Y như là cái thuốc đó là dạng là y như kích thích cái hệ thần kinh của mình hay sao ấy, nó sẽ cảm, nó làm cho mình sẽ bớt cái bị đau á. Xong rồi sau đó người ta mới bắt đầu đi xét nghiệm đồ đủ thứ, rồi bắt đầu người ta mới cho kết luận là bị sỏi thận ha. Sỏi thận rồi người ta sẽ cho uống thuốc. Ý là nếu mà cái sỏi thận nó nhỏ các bạn thì ta sẽ dễ điều trị, còn những cái sỏi thận lớn thì người ta sẽ khó điều trị. Y như là thậm chí là sẽ bị mổ nữa các bạn, y là mổ để lấy cái thận, cái thỏi sỏi đó ra đó. Đó thì hồi bữa mình bị đó là chắc là nhỏ hay sao á, xong rồi người ta cho thuốc uống, mà thuốc cũng hay lắm các bạn. Thuốc như là uống
cái thuốc đó là nó tiểu, cái màu nó tiểu xỉa là màu đỏ hay là màu xanh gì đó mình cũng không nhớ nữa, mình nhớ mềm mại như vậy thôi. Nhưng mà ý là khi bắt đầu mình uống nước rồi mình uống thuốc rồi vô nhiều nhiều vô đó, bắt đầu là đi tiểu là nó sẽ tiểu, nó đào thải ra cái sỏi luôn các bạn. Đó là mình tiểu ra mình thấy luôn á đó. Đó mình lâm mình coi luôn đó, thì mình nghĩ là khi mà mình đã tiểu ra cái đó tức là trong cái thận nó hết cái sỏi rồi, thì từ đó nó mới là hết bị sỏi thận các bạn. Cho nên là các bạn rút kinh nghiệm từ mình ha, để mà có thể là nghĩa là chăm sóc sức khỏe tốt hơn ha các bạn. Với lại người ta nói sỏi thận là như là thì có hai, thì các bạn nên uống thêm nước nhiều nè. Rồi không nên ăn mặn quá, như mặn nè ha, những thức ăn mà mặn á. Rồi cái gì nữa ta, ăn những cái này thì mình chỉ nghe người ta nói thôi chứ mình cũng không biết chính xác nha. Thì đó là y là mình ăn ăn cua, ăn nói chung là ăn đồ biển, như mình ăn cái giỏ, ví dụ giỏ tôm hay giỏ gì đó là mình ăn luôn cái giỏ đó. Cái giỏ đó là như là nó là chứa chất vôi á, khi mà nó mình ăn vô á nó sẽ y như là không tiêu hóa, nó sẽ đóng thành những cái cặn rồi sau đó nó sẽ thành cái sỏi á các bạn. Cho nên khi mình ăn hải sản thì nói chung là đừng có ăn cái vỏ của nó ha, thì nó vậy thôi ha. Ok, nói nhiều mà chưa có ăn được bao nhiêu thì bây giờ mình bắt đầu ăn đây các bạn. Thì chào tạm biệt các bạn nha. Đây cái ăn dặm sau bữa trưa của mình đây các bạn. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và chào tạm biệt các bạn, nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubulai Vlogs nha. Bye bye, see you later.